Rồi, okay, xin chào các bác. Thì có một cái lỗi khá là nhỏ thôi. Tuy nhiên thì em thấy là còn khá là nhiều các bác còn thắc mắc về cái lỗi này. Đó là cái lỗi tin nhắn trên con LG Hàn. Thì thường thường ấy là nếu như các bác là còn sử dụng cái tin nhắn SMS ấy, thì khi các bác gửi cái tin nhắn trên 160 ký tự ấy, thì tự động cái con LG Hàn ấy, nó sẽ chuyển thành cái tin nhắn MMS, và thường thường là khi mà chuyển trên 160 ký tự ấy, thì nó bị là không không gửi được. Đấy thì em sẽ thử cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ thử luôn. Đây, gửi cái số đây, em sẽ gửi sang con này. Đây, ví dụ em gửi một cái tin nhắn bình thường thôi, như này. Đó. Đó, thì con này nó nhận được luôn. Đây. Thì con này nó nhận được luôn nhé. Còn ví dụ như em gửi một cái tin nhắn rất là dài. Đây, em sẽ thử cho các bác xem. Đấy, còn 30 ký tự nữa này. Đó, đó, tự động nó sẽ chuyển sang tin nhắn MMS này, tin nhắn đa phương tiện đó. Thì đây, em gửi. Đó, các bác chờ tí. Thì đó, nó không không chuyển sang đây được các bạn. Nó không không sang đây được. Không sang đây được nhé. Thì cách khắc phục nó như nào thì sẽ có hai cách. Thì cách đầu tiên ý, là các bác hãy xóa cái data của cái app tin nhắn này đi. Tin nhắn gốc nhé. Thì cái cách này ý, thì có bác dùng được, có nghĩa là các bác nào cũng xóa data có thể là được và cũng có thể không nhé. Thì em thử cho các bác biết nhé. Thì các bác muốn xóa data của cái app tin nhắn thì các bác nhấn giữ vào nó thôi. Đấy, chọn cái dấu chữ Y này này. Đó, các bác vào đây. Và các bác chọn cái bộ lưu trữ này. Đó, các bác xóa hết hai cái này đi. Xóa cache này, xóa dữ liệu này, còn này xóa data đấy. Xóa đi. Đó, rồi các bác quay trở lại. Đây nhá, làm lại phát nữa hết rồi nhá. Đây rồi. Các bác quay trở lại cái tin nhắn. Các bác làm lại phát. Đó. Bây giờ thử xem nào. Gửi một cái tin nhắn trên 160 ký tự xem nào. Đó. Đây này. Không biết nó có chuyển được không. Em cũng không. Chưa biết đây, còn khá là dài. Còn 45 ký tự nữa. Đó. Rất là dài rồi các bác nhìn thấy không? Đó, thì đây. Khi mà các bác xóa cái data đi này này, các bác nhìn cái số này thì nó tự động sẽ chuyển sang cái dạng tin nhắn kiểu là một tin nhắn, hai tin nhắn, ba tin nhắn ấy, đấy. Các bác nhìn thấy không? Nó đã không bị chuyển sang là MMS nữa. Đó, các bác thấy không? Đã chuyển sang bốn tin nhắn rồi này. Đó, thì em sẽ gửi đi nhé. Đó, rất là dài rồi. Đó, lâu thế nhỉ? Không gửi được à? Hình như vẫn không gửi được các bạn. Ừ, ok cho mình gửi. À rồi, sang rồi, sang rồi. Đang định gửi. Nó hơi chậm tí tại vì cái tin dài quá thì có thể là nó hơi chậm, nhưng mà nó đã gửi được đây này các bạn. Đoạn tin nhắn rất là dài luôn. Thì đã gửi được nhé. Thì cách 1 ý là các bác xóa data đi. Thì em đã chỉ cách này rồi, nhưng mà có bác thì làm được, có bác thì không làm được. Có nghĩa là có máy được, có máy không được nhé. Cho nên các bác chuyển, nếu mà không được thì các bác chuyển sang phương án thứ hai. Đó là các bác cài một cái app tin nhắn khác. Đó là cái app đây này. Các bác vào Set vào đây. Các bác chọn chọn cái tin nhắn là Google SMS này. Em đã đánh ở đây rồi này. Đó, các bác nhìn thấy không? Google SMS. Đó, thì cái này này. Thì cái tin nhắn em, cái app này em đã cài rồi. Thì em mở cho các bác luôn. Đấy, thì khi mà vào cái app này thì nó yêu cầu các bác là phải đặt nó là cái app mặc định cho cái máy này, cho nên các bác cứ cứ mặc đi không sao cả. Đây, chọn cái tin nhắn này. Rồi, ok. Thì đây. Em sẽ sử dụng lại chính cái số nãy em nhắn tin nhé. Thì đây. Ok, em cũng sẽ nhắn tin rất nhiều. Cái này là cái gì đây? Rồi. Đây, cái nhắn tin rất nhiều, xem nó được bao nhiêu ký tự. Đó, xuống 7 này, 6 này, 5, 4, 3 này này, 2 này, 1 này, 0 này. Đấy. Thì cái này tự động nó cũng sẽ chuyển sang cái tin nhắn thứ hai cho các bác luôn nhé. Nó cũng không chuyển sang MMS đâu. Đấy, thì mặc định là cái này nó có luôn rồi nhé. Đó, rất là dễ dàng.
Đó, ok luôn. Đã chuẩn bị chuyển sang chính nhân số 3 này. Đó, rồi, gửi. Đó, chờ tí. Tin nhắn nó dài, nó gửi hơi lâu. Khá lâu các bạn. Rồi nào, cố lên nào, gửi đi nào. Đấy, rồi, nhận được rồi. Thì đó, thì nếu như các bác nào mà dùng cái cách số 1 ấy, dùng cách số 1 ấy mà không được, thì các bác chuyển sang là các bác cài một cái app mà tin nhắn của bên Google ấy. Thì cái app này em thấy là rất là hữu dụng luôn ấy. Có rất nhiều cái để các bác bộc bạch như trong này này. Thì các bác cứ cứ cài nó thay bằng cái app mặc định được. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái việc mà gửi tin nhắn SMS giờ này thì cũng ít ai dùng nữa rồi, cho nên em thấy nó cũng không quá quan trọng nữa. Tuy nhiên các bác còn là dùng ấy, còn dùng ấy, thì các bác thử hai cách đấy nhé. Và ngoài ra ấy, thì có một cái lỗi nữa, đó là cái lỗi mà gửi tin nhắn ấy, thì nó không hiện tên ấy, không hiện tên cái danh bạ ấy. Ví dụ danh bạ của em đây, em lưu cái máy này, cái số bên máy này là Hồng Phúc nha, đúng không? Thì khi em gọi ấy, thì đúng là nó có đây, khi em gọi này, thì em gọi ấy, thì nó hiện tên nhé. Bác chờ tí. Sóng ở đây nó hơi yếu các bạn này, các bạn nhìn đấy, sóng hơi yếu cho nó gọi hơi lâu. Đó. Thế đấy. Rồi, mất rồi. Thế đây các bác, khi em gọi đến ấy thì nó hiển thị là Hồng Phúc đàng hoàng nhé, có nghĩa hiển thị tên luôn. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì một số các máy khác ấy, thì các bác có thể là lưu cái số trên SIM ấy, lưu trên SIM ấy. Em tắt đi anh nhé. Thì khi mà các bác lưu số trên SIM hoặc có thể là lưu trên máy nữa, nó có mấy cái để lưu các bác lưu mà. Thứ nhất là lưu trên SIM này, lưu trên máy này, rồi lưu trên bộ nhớ của Google này, cũng như là lưu trên mail ấy, thì có ba cái trạng thái lưu như thế. Thì thường thường nếu như các bác mà nào mà lưu cái số trên SIM ấy thì là hay bị cái hiện tượng mà gọi đến nó có thể là hiển thị hoặc không hiển thị cái tên này đó. Thì các bác nên nhé, các bác nên là chuyển đổi hết cái số mà các bác lưu trên SIM hoặc trên máy ấy, lên mail hết đi. Đây, vì cách chuyển thì rất là dễ thôi, các bác vào cái đặt này, danh bạ này đó, và các bác vào liên hệ dây còn là danh bạ đấy, các bác vào cái phần này thì các bác có thể là đây này, có chỗ quản lý danh bạ này đó, thì các bác đây này, đây này đấy, có rất nhiều cách tùy chọn cho các bác này. Ví dụ là các bác sao chép này đấy, thì ví dụ như trên máy các bác có số điện thoại nha, thì các bác sẽ sao chép từ điện thoại sang cái Gmail này, có nghĩa là sang cái mail này, thì nó cũng ok cho các bác đấy. Hoặc là các bác, nói chung là các bác gộp, nói chung trong này này có rất nhiều các bác các lựa chọn. Ví dụ nhập này, nhập các bác nhập đây này đấy, nhập cái ví dụ các bác lưu ở bộ nhớ trong là điện thoại đấy, lưu ở SIM ấy, các bác nhập hết vào cái Gmail ấy. Thì thường thường là em nghĩ là cái này thì anh em biết hết rồi, tại vì giờ toàn lưu cái danh bạ trên Gmail hoặc trên tài khoản trên mail thôi, chứ không ít khi ai dùng cái kiểu mà lưu danh bạ trên SIM hoặc lưu danh bạ trên bộ nhớ máy nữa đâu. Tại vì khi mà mất máy ấy, hoặc mất SIM ấy, thì các bác sẽ bị mất hết tài khoản, mất hết cái danh bạ của các bác, cho nên thường thường là anh em toàn lưu trên cái mail thôi. Thì khi mà lưu trên mail như vậy rồi thì các bác sẽ không còn gặp cái hiện tượng mà nhắn tin một kiểu, nhắn tin thì hiển thị một kiểu mà gọi điện hiển thị một kiểu đâu. Như các bác vừa thấy rồi đấy, đây em nhắn tin các thứ đây, nhắn tin nó cũng đây này, nhắn tin nó hiện, nó đã chuyển sang cái đầu số là đây này, nhắn tin nó đã chuyển sang cái đầu số là cộng 84 rồi này. Đấy, các bác nhìn ở chỗ này không? Khi mà nhắn tin nó chuyển sang cộng 84 rồi, nhưng mà nó vẫn hiển thị tên cho mình đấy, vẫn hiển thị tên là Hồng Phúc nhé. Và gọi điện như vừa nãy rồi em gọi điện thì nó vẫn là cái tên chính xác là Hồng Phúc cho em, mặc dù là cái tên này đây này đấy, nó là cái 090097 nhé. Đấy, cho nên là các bác nên lưu cái SIM, lưu cái danh bạ của các bác bất kể từ đâu lên mail hết, từ SIM hoặc là từ bộ nhớ máy lên SIM, lên mail hết thì nó sẽ ok cho các bác luôn. Đấy, hai vấn đề rất là nhỏ thôi, thì hy vọng là các bác có thể làm được rồi. Ok, chào các bác nhé.